Hi, chào tất cả anh em yêu thích game lăng quăng chi kiếm. Thì hôm nay đây không phải là cái góc review mà là cái góc phe đồ. Phe những cái gì mà động được hôm nay anh em. Thì anh em nhìn thấy trên màn hình thấy đẹp đẹp chưa? Đó. Thì nói chung là có hoạt động hồi 6 giờ rưỡi đó anh em ơi. May mắn lụm được cái. Nói chung là boss này là boss tím anh em. Cái củ u này là boss tím anh em ơi. Mình cũng không biết nó tăng được bao nhiêu lượng chiến nữa thì thấy nó đẹp đẹp thì giờ mình kích ấp thử anh em. Nói chung là cài của cái ngày hôm nay đó anh em. Nói chung là cái phần may mắn thôi. Rồi để mình ấp thử coi nó tăng được bao nhiêu lượng chiến nha anh em. Chà. Thấy nó cũng khá là đẹp đẹp anh em. Đó, cài. Sát thương sâu 3% cũng được. Đó. Công 12k để coi à. Đó, có 1.9 triệu vậy ta. Không, có thể là mình nhìn lộn. Sát thương sâu là lúc nào cái lượt chiến nó cũng cao hết trơn anh em ơi. Để mình coi kỹ lại coi. Đấy, như vậy là 19 triệu anh em ơi. 19 triệu lượt chiến anh em ơi. Một cái như vậy là 19 triệu gì mà thấy ghê vậy ta. Hồi nãy là 580 mấy đúng không? Hồi nãy như 581, 84 gì đó anh em ơi. Mình không để ý. Trời, mình tưởng đâu cái này là nó tầm khoảng, tầm khoảng 3-4 triệu giống mấy cái khác thôi anh em. Ai dè Trung Quốc bột phát nó lên tới 19 triệu luôn anh em ơi. Kinh khủng. Im im nghe, im im nghe. Hồi nãy nó quá phê anh em ơi. Nói chung là bởi vậy tớp, anh em nghĩ coi làm sao mà tớp nó không nó vô giành được. Ăn cái con boss đỏ, ăn con boss đỏ là chắc chắn là gần như nó gì làm được cái nè. Tớp bởi vì nó sao tớp mà không đi ca ếch. Nó tranh boss với anh em dễ vậy, nó nhường cho anh em. Bởi vì ý là một cái nào mà nó ra thấy sát thương sâu thì anh em thấy ghê chưa? Khá là căng đúng không? Căng dữ dằn luôn. Nó không nhường, bởi vì nó dễ vậy nó nhường anh em. Đấy boss này nè. Đó, nó không có nhường anh em đâu. Bởi vì mình phiên anh em á, anh em nào chưa lên tầng 3 rồi á, anh em ém cấp đi, dưới level để coi như dưới. Anh em cứ nhắn vô đây là anh em xem là anh em biết là nó yêu cầu cấp bao nhiêu. Ví dụ như cái cấp của nó anh em mà không ém cấp được ha. Anh em lên tầng trên á, lên tầng thái cổ trên này đúng không? Anh em gặp toàn là top đi cái server không anh em, cấp nó cao nó đánh chịu không nổi luôn anh em ơi. Nó mình thì hôm nay mình không ăn được, mấy ngày nay mình không ăn con cam nhưng mà ăn được mấy con tím tím này cũng may nó ra anh em. Nó hên nó ra được cái viên này anh em ơi. Công nhận kinh dị thì chớ trời. Sát thương hồi tâm 3%, sát thương sâu 3% gì mà tăng lực chiến quá dữ luôn anh em ơi. Có người còn lụm được cánh nữa đó anh em, có người còn lụm được cánh màu xanh nữa anh em ơi. Nhưng mà ăn thì cũng cố gắng ăn anh em, thực chất là quá trời luôn. Tranh không lại. Anh em ở dưới tầng dưới đó, anh em ở dưới tầng dưới thì ở được có lên trên anh em ơi, lên trên căng lắm. Anh em mà lên, anh em mà up lên level cái 500 á. Hình như level 500 á, dưới level 500 là tầng 2. Level 480 hay gì đó, 480 hay gì tầng 2 hay mình cũng không nhớ nè. Nhưng mà anh em ở từ tầng 1, tầng 2 anh em sẽ ăn được boss nhiều hơn. Tại vì top được chiến cao, top hay là chiến cấp cao lắm, cấp cao ưa lên tầng trên lắm nè. Level cao rồi lên tầng trên. Cho nên là đối với anh em á, mà thấp ém được cứ ém, ăn chừng nào cho sướng, lụm cảm thấy được nhiều đi. Còn mấy cái này anh em đừng có mấy cái này nè, anh em đừng có tìm lại. Anh em có thể tìm lại mọi thứ nhưng mà đừng có tìm lại cái thi kiếm lâm này. Ví dụ như anh em ăn ghép thì ngày hôm sau anh em 5 lượt đúng không? Thì anh em sẽ ghép 5 lượt. Nó tính anh em một lần đi thì anh em còn được 4 lần đúng không? Thì anh em đừng cứ giữ lại đi. Nói thì cái này anh em cứ giữ lại nè, nó giữ lại đi. Để anh em mà ép cấp lại nè. Đó, anh em mà không ép cấp ha, sau này căng lắm, anh em lên tầng trên là chơi không lại đâu. Ở tầng dưới ăn cho thật là nhiều boss, kiếm thật là nhiều đồ. Rồi lúc đó anh em mới lên tầng trên. Chứ anh em lên tầng trên là coi như là khổ ải vô biên, quay đầu cũng không còn là bờ nữa đâu, mình đảm bảo với anh em á. Ở tầng dưới anh em còn quay đầu được nha. Tầng 1, tầng 2 còn quay đầu, anh em còn kiếm đồ ngon lành, sướng này ha. Ăn boss được rất là nhiều boss. Mà anh em lên tầng trên rồi nói thiệt với anh em toàn là gác. Đi ăn mấy con tinh anh, mấy con quái không luôn á, ăn toàn là quái để anh em kiếm được chiến á, chứ không có đâu. Hiếm lắm mà ăn mới được con ga, được con boss. Mình một ngày ăn được có 2-3 con, 3-4 con gì đó. Muốn chết rồi đó anh em ơi. Nói với lại ăn boss thì hên cũng ra được cái này nè. Đấy, cái này. Chết ba rồi.
Hình như cái con này mình nhớ mình chưa kích hoạt mà ta. Đây đúng rồi chưa kích hoạt mà. Nó còn như là phân giải hết đó nè. Nó phân giải luôn, cái con này cũng phân giải luôn, ổn quá. Nói chung là mấy cái con, mấy cái đầu rồng đồ ha. Thì đó. Mấy cái đầu rồng đồ đỡ đỡ đó anh em. Kiếm được mấy cái này thì mới thì ngon anh em. Mấy tại bây giờ nói chung là full, anh em ăn boss nhiều quá là nó sẽ full nha. Full điểm bây giờ có là cứ up lên, thậm chí nó thừa điểm luôn á. Cho nên mình bây giờ mình cũng mong lượm được mấy cái ảo hoa, mấy cái đồ giám này nè để mình kích cho nó đỡ nè. Còn nếu không có là không tăng được lực chiến đâu. Đó. Ồ nói chung là hôm nay là mình lần đầu tiên mình cũng mới thấy được một cái ảo hoa mà tăng được 19 triệu mấy lực chiến nè. Bởi vì mình nói sao mình nhìn nhầm, không lẽ mà nó chỉ có 1 triệu mấy thôi, đúng không? Màu đỏ mà 1 triệu mấy. Nhưng mà mình tính thì sơ sơ là mình thấy là nhìn nhầm rồi. Dễ nhầm lắm nè, tại vì nó hiện ra nhanh quá, dễ nhầm nó chứ không gì chứ. Hồi nãy 19 triệu mấy thì mình cũng không nhớ nữa ha. Nhưng mà nói chung là cũng là im rồi anh em ạ. Nói chung là bất ngờ luôn á. Mình quá bất ngờ, mình cứ tưởng là 3-4 triệu lực chiến thôi. Cũng giống như mấy cái này nè. Đó. Cũng giống như mấy cái viên này nè. Đó. Đó, anh em hỏi mình à, sao mà lúc này mà ăn nó ra toàn là mảnh không mà nó không ra nguyên viên. Đó, cũng có anh em hỏi. Thì à, nói chung anh em ăn, ví dụ như anh em tạo làm sao mà có cái điều kiện anh em tạo ăn mà cho nó nhanh đúng không? Ăn bay bay vèo vèo vèo, cái tỷ lệ nó ra rất là nhanh. Còn anh em ăn đánh từ từ nó lâu lắm, thấy cái tỷ lệ nó ra thấp lắm nè. Ví dụ như anh em vô anh em đánh gì đúng không? Khoan để mình dùng luôn đi. Đó, dùng cái luôn đi. Chắc cũng 3-4 triệu gì chứ nhiều. 3 triệu 2, đấy. À da, nói chung là chiều hôm nay im nghe nè. Nói chung là tối ngày hôm nay, nói chung là ngày hôm nay là cài có được ăn rồi đó. Nó ví dụ như anh em mình thì mình đánh được con từ 410 thôi anh em. Nó ví dụ như vậy đúng không? Đó. Là anh em chuyển liên tục luôn anh em, gần như là chuyển liên tục luôn á. Đánh giống như là một vị thần vậy đó ha. Nó đánh cái kiểu này nè. Cái nó tỷ lệ nó ra, nó tỷ lệ nó ra cao hơn anh em, đánh nhanh tỷ lệ nó ra cao, còn nếu anh em đánh chậm chậm cái tỷ lệ nó ra thấp lắm. Anh em mà đánh chậm chậm nhiều khi mà mảnh nó cũng không ra nữa. Mình để ý vậy đó nghe anh em, chứ không phải là mình kinh nghiệm gì hết á. Mình để ý mình thấy vậy đó anh em. Có những lúc anh em mà có mấy cái thẻ hồi sinh, anh em hồi sinh nhiều đó, anh em ăn vèo 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 luôn, anh em ăn cảm giác mà thấy nó nhanh tay luôn ha. Con 400 mình ăn hết được rồi anh em ơi. Nói chung là lên level 500 400 mà thua. Tại nó cách nhau trăm level là ít ăn chết hết rồi á. À có người ăn anh em ơi, hàng chi có người ăn. Đó, ăn làm sao cho nhanh anh em ơi. Phải đã có người ăn rồi thì mình phải cho nhanh mới được anh em ơi, chậm chậm là không được. Ăn khỏi tập trung tập chéo vậy. 507, 509. Mình lúc nãy mình mới thấy. Mới thấy vậy đó mà boss cũng nhanh ha. Mình đi qua mình vừa vô cái là boss chết chân. Lúc nãy mình cũng không để ý là ai luôn anh em, không biết là ai ăn mình cũng không để ý luôn. Tại vì mình không có coi dưới đây luôn, không có coi tên anh em ơi. Đó, cài nó nè, cài được nhiêu cài. Còn cái chuyện của nó ra nguyên viên là chỉ hên xui, cái tỷ lệ nó ra cũng thấp lắm chứ không cao nè. Thường á mà anh em mà có nhiều cái hồi sinh boss VIP á, anh em cứ hồi sinh anh em ăn nhiều nhiều ha, là tỷ lệ nó ra cao lắm, mình để ý vậy đó. Mấy cái con mà anh em hồi sinh nhiều là nó ra nhiều à. Còn không hồi sinh, không có hồi sinh là tỷ lệ nó ra cũng thấp nè. Mình full cái viên vàng rồi anh em ơi, mình full cái viên vàng rồi, đợi sau này nó cập nhật thêm rồi mới up được. Giờ lộn viên vàng, giờ có 100 viên vàng bây giờ cũng không có lên được nữa. Nó cái viên đó là không phải, cái viên đó nằm chuyển. Làm xong mấy cái nhiệm vụ, cái chuyển năm cần quá, giờ mình thấy mấy chuyển năm nó cần anh em. À còn thường viên bỏ vô đi. Kệ nó. Cái viên xanh này tỷ lệ nó ghê thấp lắm nha. Viên xanh này mấy bữa nay không có cài lon được đây, 23 cái vẫn còn nguyên anh em ơi. Mất cái máy.
cái máy nó bị thun rồi, không có cài luôn. À, đây 50 viên luôn anh em ơi. À, nói chung là hôm nay ngon anh em ơi, hôm nay ngon. Đấy, được tí nữa rồi, hợp luôn anh em ơi. Ây da. Nói chung là hôm nay hình như là vô anh em, hình như là vô cái tực là giật cái tô luôn anh em ơi. À, đâu rồi? Bà. Quên là mới chi không biết. Lấy viên đồ thủy. Đồ thủy này là chắc 5 triệu rồi đó anh em, chắc 5 triệu rồi đó. 6 triệu 9 luôn anh em ơi, quá cao luôn, hôm trước nó 5 triệu này, này full anh em. Minh quả full này. Cái này mà tới cái này nó ra ha là mình có được 13 14 viên gì rồi đó anh em, 13 14 viên gì đó. Mà nói thiệt với anh em mà xong chuyển năm lâu lắm. Muốn xong là phải 9k vàng anh em ơi, 9k vàng tốn quá cho nên cài từ từ anh em. Ngày chắc mở được lỗ, nó tổng cộng 21 lỗ, ngày trong lỗ vậy đó anh em. Không biết lên boss cao thì như thế nào thôi. Chứ boss thấp thấp là nó tỷ lệ nó gây. Mấy cái viên xanh xanh này nó còn đỡ nè, 8 viên không biết dùng được chưa, lấy coi coi. Chưa đủ nè, 8 viên còn chưa đủ á. Nhưng mà ép thì đủ rồi, nhưng mà mình không dùng ép nè. Mình để ép, mình up cái này, mình làm clip về cái này nè. Đó. Tạm thời ở đây mình đang có 9 điểm mình chưa sử dụng tới. 9 điểm mà anh em biết 9 điểm mình sẽ vô đâu không? 9 điểm mình sẽ bỏ 5 điểm vào thủ nè. Đó. Mình sẽ bỏ 5 điểm vào thủ. Đó, bỏ vô đây là cái giảm cái thời gian này được 15 giây ở cái keyboard, đồng thời tăng được này, có nghĩa là khi mà mình dùng khi dùng cái thiên ma giải thể kích hoạt hiệu quả thanh tâm á, đó là chón á, thì tăng được 25% miễn sát thương, nói chung cũng đỡ nha. Còn cái kill này thì như là hồi máu đó, thằng này thì nó về hồi máu thì cũng được thôi anh em ơi. Mỗi giây hồi 15%, 4 giây thì hồi cũng được 60%, nói chung là cái nào cũng được, nhưng mà ưu tiên đường này. Mình ưu tiên đường này nha. Nó thì mình sẽ bỏ 5 điểm vào đây rồi. Bỏ 5 điểm vào đây nó chỉ còn có 4 điểm thôi. Đấy, 4 điểm thì mình sẽ bỏ vô thông dụng hết luôn. Đó, để ngày mai nữa nè, mình sẽ bỏ vô đây. Đương nhiên là mình sẽ bỏ vô đây là mình sẽ tăng cái thủ mình khá là mạnh nha. Khá là trâu thêm một phần nữa, nhưng mà đây mình bỏ vô cũng mới có 4 điểm thôi, cũng chưa có trâu lắm. 4 điểm thì bằng 40% đúng không? 40% mình cũng được thôi, nhưng mà mình muốn để cho cái clip mình nó đẹp hơn anh em. Để cho cái clip mình nó đẹp hơn, mình để cho nó đầy luôn. Mình không biết nó có đầy được hay không, hay là nó bị mắc kẹt gì không biết. Đó. Thì nói chung là ngày hôm nay thì mình đúng là cái ngày hôm nay, mình không nghĩ là cái ngày hôm nay nó sẽ tăng được lực chiến nhiều đâu anh em. Có nhiều ngày, nhiều bữa mình tính là nó có thể là tăng lực chiến nhiều, nhưng mà thực chất nó lại không tăng được bao nhiêu hết á. Còn những cái ngày á, nhiều khi có ngày mình tính là mình không tăng được bao nhiêu lực chiến hết trơn em, thì nó anh em thấy không, hồi nãy mình tăng tầng khoảng 20 mấy 30 triệu, được tầng 20 mấy gần 30 triệu hết đó anh em, đúng không? Cái này cũng như 30 triệu đó anh em ơi. Để coi nãy 84 đúng không, nếu mà thật sự nó là 84 thì 94 nè, 104 nè, 114 có gần 30 triệu lực chiến đó anh em, ghê thiệt. Nói chung là may mắn đi rồi. Đây, vậy là mình thích cái boss bí cảnh rồi đó anh em ơi. Cái boss tím nó cũng có tỷ lệ nó ra nữa. Mình mong cho mấy ông tớp nghỉ mẹ hết rồi đi, tớp đông quá nó càng hết, tranh không lại nó anh em ơi. Lên tầng cao. Tại vì phải boss mà nó chết nó hồi sinh đều như nhau mình dễ ăn ha. Mà nó con này trước con kia sau, con này trước con kia sau, sao kiểu đó chơi lại. Kiểu đó khó quá. Rồi nói chung là hôm nay mình chia sẻ chút xíu cái niềm vui của mình đó nha anh em. Nên anh em cho mình xin một cái like và chia sẻ để mình ủng hộ mình, để động viên tinh thần mình nha anh em. Rồi nếu mà anh em mà xem cái clip này mà anh em được cái nào đó thì anh em cứ comment bên dưới tới mình cũng like cho anh em một cái, mình cũng ủng hộ anh em một cái nữa nha anh em. Đấy, như vậy đó anh em ơi. Mình bây giờ anh em của mình là chỉ có là dân cài, nói chung là vừa cài vừa nghỉ nạp rồi, nói chung là giờ cài hết anh em. Cho nên là anh em mình phải đoàn kết mới được nghe anh em, đúng không? Rồi, nói chung là video của mình sẽ tạm dừng tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha anh em.